Hello, xin chào các bạn đã đến với video dạy hát hay của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái kiến thức mà các bạn đã comment lên trên các video của mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn MT Gaming làm sao để bình thường gì, làm sao để BT là mình đang vào biết. Làm sao để biết là mình đang vào mid vậy thầy? À, làm sao để biết mình đang vào mid? À, mid voice á là một cái cảm giác mà khi mà mình hát á thì cái sự kết nối giữa giọng thấp và giọng cao nó liền mạch với nhau và nó không bị vỡ cái tạch. Đó, cái đoạn gãy á, ví dụ như thì là đó, khi mà từ lên nốt thấp lên nốt cao nó gãy sang giọng gió luôn, thì cái chỗ đó, cái đoạn gãy đó, ngay chỗ cái chỗ gãy đó đó là miss voice. Thì các bạn phải ý thức được cái điều đó đầu tiên, nó là như vậy đúng không? Rồi, làm sao để biết là mình đang vào miss voice thì đầu tiên các bạn phải biết được là cái đoạn gãy nó là miss voice đó. Thì khi mà mình muốn vào được miss voice, là mình hát được miss voice á, thì mình phải kết nối được cái đoạn gãy đó lại. Mà đoạn gãy đó tại sao nó lại gãy, đúng không? Tại sao nó lại gãy? Tại sao nó lại gãy? Là bởi vì cái giọng thật của chúng ta, có những người có sẵn mid voice, có những người không có sẵn. Mà người có sẵn mid voice thì rất là hiếm ha. Còn có những người không có sẵn mid voice thì cái đoạn đó là cái đoạn gãy. Ok, thì mid voice, người ta khoa học, người ta khám phá, người ta nghiên cứu ra thì mid voice nó giúp làm như vậy, xong người ta đặt cái tên là giọng mid voice. Mid voice là giọng pha, giọng hòa trộn giữa cái gì với cái gì đó, giữa cái giọng 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 chest voice và giọng head voice là giọng ốc. Thì khi mà chúng ta hát lên cao, chúng ta sử dụng giọng chest chuyển qua giọng ốc, đúng không? Thì thường là chúng ta bị gãy. À, chúng ta đang nghe giọng ốc nè. Đó, thì cái đoạn gãy đó là miss voice. Đó, thì chúng cái kỹ thuật miss voice nó sẽ giúp chúng ta hòa trộn hai cái voice đó lại, là voice chest với lại voice voice head nha. Ok nha, thì hòa trộn nó lại, thì khi đó chúng ta đi từ nốt thấp lên tới nốt cực kỳ cao, nó không có phát sinh ra cái đoạn gãy nữa, thì đó là nhận biết được việc chúng ta đã vào mid voice rồi đó. Ok ha, thì để mà vào được mid voice á, để mà vào được mid voice thì đầu tiên các bạn phải phải tập được chest voice, phải bắt buộc các phải có chest voice. Sau đó các bạn phải tập được head voice một cách nhuần nhuyễn. Sau đó cho hai kết hợp hai đứa nó lại với nhau. Kết hợp hai đứa vào đâu? Bằng bằng sự khéo léo của hơi thở, người ta gọi là cột hơi. Ok, bằng sự khéo léo của hơi thở thì mid voice nó sẽ hình thành. Đó là phương pháp tập luyện. Phương pháp tập luyện mid voice đó là kết hợp của sự kết hợp giữa chest voice, bắt buộc là bạn phải có chest voice. Xong sau đó là bạn phải tập luyện được head voice. Xong sau đó là bạn phải kết hợp nó lại bằng sự khéo léo của hơi thở, cột hơi của mình, để kết hợp hai cái giọng đó lại để tạo ra mix voice. Đó, công thức rất là rõ ràng. Thì nhận biết nó là như vậy thôi, là khi mà vào được mid voice á, là bạn sẽ chuyển từ giọng thấp lên giọng cao một cách rất là mượt mà và không có điểm gãy. Đó là sự nhận biết rất rõ ràng. Còn nếu mà các bạn chuyển từ giọng thấp lên giọng cao mà nó gãy ở giữa thì nó chưa có mid voice. Còn nếu mà bẩm sinh hơn, đâu có ngờ được bạn hơn. Bạn xem video này, bạn là người mà có thể hát lên hát xuống nốt thấp,
mà nó mượt rước như vậy là bẩm sinh bạn đã có biết vôi rồi đó. Ok, chúc mừng bạn. Okay, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. À, ok, thì đó là những cái có người có rồi và có người chưa có. Nếu chưa có thì tập. Nếu mình có rồi thì mình tập làm sao hát hay hơn. Mic voice nó không giúp cho các bạn hát hay hơn. Nó giúp cho các bạn hát được bài hát đó. Hát tốt bài hát đó. Chứ nó không có giúp cho các bạn hát hay hơn. Đó, mình sẽ làm một video cụ thể hơn về việc làm thế nào để hát hay hơn. Nhưng để mình nhận biết được mic voice trả lời câu hỏi của bạn MT Gaming á, thì nó là như vậy. Và công thức của nó đó là có được head voice, có được chest voice, kết hợp chest voice và head voice lại bằng một hơi thở khéo léo thì nó tạo nên mic voice. Hơi thở một cột hơi khéo léo đó thì nó tạo nên mic voice. Đó là kỹ thuật tập luyện. Rồi, nếu như mà các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc, video này ngắn gọn thôi đó, là thắc mắc về mic voice, head voice, chest voice, hoặc là các bạn muốn học thanh nhạc mà làm sao để chúng ta có thể hát hay hơn, chứ không phải là chúng ta hát được cái bài hát đó. Hát được cái bài hát đó thì rất là đơn giản. Các bạn xem các video rồi chia sẻ của mình, các bạn cũng có thể hát được những cái bài hát đó rất là dễ. Các bạn không cần phải tập mic voice và chest voice đó đâu. Bởi vì chúng ta phải ý thức được cái giọng của chúng ta đang mắc phải những cái lỗi gì, và chúng ta điều khiển, chúng ta tập luyện nó phù hợp. Ví dụ như chúng ta hát không có hơi là chúng ta phải tập hơi. Chúng ta hát chúng ta gồng quá bóp cổ họng lại. Chúng ta hát bị cao thanh quản là khi lên nốt cao cái chúng ta với lên, chúng ta mất kiểm soát giọng hát. Chứ không phải chúng ta không hát hay được bởi vì chúng ta không có mic voice. Không phải như vậy nha. Mic voice nó không giúp chúng ta hát hay mà nó giúp chúng ta hát được cái bài hát đó. Mic voice là một tên gọi của một loại kỹ thuật thanh nhạc, nó gọi là hòa trộn giọng. Ok, chứ không phải là một cái tiên dược để giúp cho các bạn hát hay hơn. Hát hay hơn thì các bạn phải truyền tải cảm xúc của mình vào trong giọng hát, và từ giọng hát đó truyền tải đến người nghe và khiến cho họ cảm thấy lưu luyến, và chính bản thân mình nghe mình còn thấy phê nữa, thì nó gọi là hát hay, chứ không phải là mic voice. Mic voice chỉ là một phần nhỏ đóng góp cho việc, nhỏ xíu thôi, đóng góp cho việc các bạn hát hay hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh. Và nếu mà các bạn muốn mua giáo trình thanh nhạc online hoặc là học online, hoặc là học trực tiếp online hoặc là học trực tiếp với mình, thì các bạn xem đường link bên dưới. Và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, công việc, cuộc sống của mình. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.